Thưa quý vị, trên địa bàn thị xã Phú Mỹ hiện có 16 chợ, 2 siêu thị và trung tâm thương mại, 32 cửa hàng tiện lợi cùng hơn 12.800 cơ sở kinh doanh. Thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hệ thống bán lẻ này đã tăng cường sản xuất, phân phối và cung ứng hàng hóa trong nước với tỷ trọng hơn 90%. Nhờ đó đến nay, các sản phẩm sản xuất trong nước, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu, đóng vai trò chủ lực trong chuỗi cung ứng. Tháng 9 năm 2018, điểm kinh doanh tự hào hàng Việt này ra đời. Với diện tích khoảng 400m², ngoài cung ứng các sản phẩm của doanh nghiệp trong nước, cửa hàng còn trưng bày và bán các sản phẩm của khoảng 10 hợp tác xã, doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mẫu mã rất là đa dạng và có nhiều sản phẩm để cho mình lựa chọn. Các giá cả thì rất là hợp lý, rẻ mà được tích điểm đến cuối năm nữa. Đây rất tất cả những cái đồ mình cần là đều có đầy đủ hết. Nhưng mà rất tiện dụng cho mình, rất phù hợp với những người nông dân ở đây và thuận tiện để cho mọi người sử dụng hàng Việt Nam của mình. Hơn 30.000 sản phẩm kinh doanh trong siêu thị này đều do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Không chỉ nỗ lực cung cấp hàng Việt, có mắt Tân Thành luôn là đơn vị tiên phong triển khai chương trình tự hào hàng Việt với nhiều hoạt động ưu đãi tốt nhất dành cho khách hàng. Đây cũng là cầu nối đưa hàng hóa, đặc sản của Bà Rịa Vũng Tàu đến với hệ thống có mắt trên toàn quốc. Siêu thị Việt, bán hàng Việt cho người Việt nhằm mang lại những giá cả rất là hợp lý và phân cho khách hàng phân biệt được và nhận được cái gọi là cái nhà hàng, cái thương hiệu hàng Việt nó là đúng. Đồng thời cũng tạo công ăn việc làm hoặc là tạo cho các doanh nghiệp hoặc các cơ sở sản xuất Việt phát triển ngày càng bền vững hơn. Tháng 10 năm 2022, siêu thị Vidico đưa vào hoạt động tại trung tâm thương mại KNC Mall, thị xã Phú Mỹ. Ngoài các ngành hàng do doanh nghiệp trong nước sản xuất và cung ứng, đơn vị còn liên kết với một số doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trong và ngoài tỉnh cho ra đời các nhãn hàng đặc trưng riêng, góp phần làm phong phú, đa dạng thêm nguồn hàng Việt. Thống kê của Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thị xã Phú Mỹ, hiện hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn, tỷ lệ hàng Việt đang chiếm từ 85 đến 95%. Kênh phân phối các chợ, tỷ lệ hàng Việt cũng từ 60% trở lên. Tỷ lệ người dân mua sắm sử dụng hàng Việt chiếm đến 98%. Là cái cơ quan thường trực thì chúng tôi cũng sẽ thường xuyên phát động cái phong trào này, cũng như là xem đây là một cái tiêu chí thi đua của mặt trận các xã phường, rồi cũng các cái tổ chức thành viên thì cũng tạo cái phong trào thi đua ở trong cái đoàn viên hội viên của mình để tạo một cái phong trào chung và một cái ý thức chung của cán bộ đảng viên và đoàn viên hội viên cũng như người dân. Trong kế hoạch phát triển hệ thống thương mại đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, ngoài việc phát triển hệ thống phân phối, thị xã Phú Mỹ còn khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư xây dựng, nhân rộng thêm các điểm bán hàng Việt, tổ chức các hoạt động liên kết, tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm của tỉnh, nhằm giúp người dân tiếp cận hàng hóa chất lượng với giá cả hợp lý, đồng thời cũng lan tỏa tinh thần tự hào hàng Việt tại địa phương.